các bạn, hôm nay cô sẽ tiếp tục với sách mỹ thuật lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống. Chủ đề của mình hôm nay là trò chơi dân gian. Chủ đề này sẽ có 2 bài, bài sáng tạo mỹ thuật với trò chơi dân gian hôm nay mình sẽ học, còn bài làm thiệp chúc mừng mà cô đã hướng dẫn các bạn ở clip trước. Thì cái bài trò chơi dân gian này, các bạn biết là trò chơi dân gian có từ thời xa xưa và được truyền lại đến nay. Đây là đề được thể hiện trong nhiều dòng tranh dân gian, giúp bảo tồn phát huy những giá trị nghệ thuật qua nhiều thế hệ. Hôm nay các bạn sẽ hiểu và làm được các bước thực hiện một trò chơi dân gian vào tranh có hình ảnh như thế nào. Mình sẽ chuẩn bị cho cô đầu tiên là một tờ giấy A4, một cái bút chì, gơm, thước, bút viền nha các bạn. Và cô sẽ sử dụng màu chì. Bạn nào có chất liệu màu khác thì mình sẽ sử dụng chất liệu màu đó nha các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn bài trò chơi dân gian kéo co. Bài này mình sẽ làm từng bước. Bước 1 là phát hình thể hiện ý tưởng có hình chính, hình phụ. Bước 2 mình sẽ bắt đầu vẽ màu. Bước 3 mình vẽ nét trang trí và hoàn thiện bức tranh. Thank you.
Thank you.
Thank you.